Xin chào tất cả mọi người, hôm nay mình xin giới thiệu đến một người một số ngoại giao như sau. Giao của mình là đã được vệ sinh và mài bén. Giá giao là chưa bao gồm phí ship. Mọi người chuyển khoản thì sẽ được bao phí ship. Mỗi giao rồi được đánh số là B. Ví dụ như là B24, B21, mở B. Sau đây mọi người đặt giao thì có thể gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại mình để trên thanh tiêu đề. Mọi người đặt giao thì đặt theo cái mã giao là B bao nhiêu, B, mã B. Ở đây mình xin giới thiệu chi tiết từng cái. Thứ nhất là mã B21 800. Đây là một con dâu đất hai hình người. Dâu đất hai hình người, dâu này dài tới 4 ly. Con này dài 4 ly. Lưỡi là dài là 19, rộng là 4,3 và dài là 40 ly. Tiếp theo là mã B24, B24 là 450k. Một cây dao hoắn cây. Thép không rỉ. Con gỗ khâu inox, đốt inox luôn. Lưỡi là 162 mm, 43 mm và dài là 2 mm. Mở B25 200k. Và con dao ba lớp. Dao này có độ dài lưỡi là 171 mm và 42 độ rộng là 42 mm và độ dày là 1,5 mm. Cái này là của hãng Premio dân sale. Cái này là thép không rỉ, khâu đúc, có nhựa, hai chấu inox, hai chấu. Mở này là mở B26 400. Lưỡi dài là 16,3. Bản rộng là lưỡi dài là 16,3 cm, bản rộng là 4,2 cm và độ dài là 1,5 mm. Tiếp theo là mã B27. B27 là 500. Đây là một cây dao ba lớp. Ốp không rỉ, lõi VG10 của hãng Toyiro. Hãng Toyiro này nổi tiếng. Toyiro này là toàn loại dao xịn không.
Con gỗ. Ba cháu cây nấc. Tiếp theo là một cây dao ba lớp. Cái này có chữ. Cán gỗ hai chốc đồng. B28 250k. Chiều dài lưỡi là 162 mm, 41 mm và độ dài là 1,5 mm. Mã B29 450. Một cây vô khâu đúc thép không rỉ. Cán này cán nhựa. Có ba cái chốt inox nhưng mà cán nhựa. Cây này độ dày lưỡi là 166 mm, bản rộng là 46 mm và độ dài là 1,9 mm. Cây này là thép không rỉ, cán gỗ có hai chốt kỹ nắp. Cây này là mã B30 400. Bộ dài lưỡi là 162 mm, 47 mm và 1,8 mm. Cái này chữ nó khác. B31 200. Cái này của hãng Kai. Có nhựa chốt inox. Khâu này khâu inox luôn. Dài lưỡi là 165 mm, rộng lưỡi là 45 mm và dài là 1,6 mm. Cái này cái thép nó có hơi rỉ nhẹ, thép nó hơi rỉ nhẹ. B32 500. Thép không rỉ, khâu đồng, con gỗ, ba chốc đồng luôn. Cái này có độ dài là tới 2,2 ly luôn nha mọi người. Cái này dài, cứng lắm. 166 mm, bản rộng là, lưỡi dài là 166 mm, bản rộng là 45 mm và độ dài là 2,2 mm. B33. Cây này quên ghi giá. Cây này là 650. Cây này là của hãng Takayuki. Có chữ Takayuki. Khâu đốt. Thép không rỉ. Cán gỗ rất là đẹp. Ba chốc inox. Độ dài lưỡi là 175. Bản rộng là
43 và độ dày là 1,8. B34 450. Một cây dao Betty, dao gọt rất cay. Khâu đúc thép không rỉ. Cán gỗ rất là đẹp. Ba chốt inox. Cây này là của hãng cây này của hãng Tadafusa. Tadafusa nha. Cây này có độ dài lưỡi là 150 mm, rộng lưỡi là 30 mm và độ dài là 1,5 mm. Đây có cái chữ này khắc chìm nha mọi người, chữ này chữ dập, chữ được dập. Cái này là không có logo. Thép không rỉ. Khâu đúc cán gỗ. Cán này là mình làm lại cán gỗ và mình tốn lại ba chốt. Ba chốt này là ba chốt nhô. Cái này là B35 300. Có độ dài lưỡi là 158 mm, lưỡi rộng là 47 mm và độ dài lưỡi là 2 mm. Cái này là của hãng Cây Cúc. Thép này nó hơi rỉ chậm, rỉ rất chậm. Khâu inox, cán gỗ, ba chốt inox. B36 400, lưỡi dài 135 mm, lưỡi rộng là 42 mm và độ dài của lưỡi là 1,8 mm. B37 400. Cây này của hãng Kia. Hãng Kia. Khâu đúc ba chốt inox. Cán gỗ này có độ dài lưỡi là 175 mm, lưỡi rộng là 36 mm và độ dài là 1,8 mm. B38 450K. Cây này là của hãng Masahiro. Cây này có chữ khác. Có chữ khác còn. Chữ khác rất là rõ. Masahiro. Cán gỗ ba chốt inox. Độ dài lưỡi là 205 mm và lưỡi rộng là 39 mm. Độ dài lưỡi là 1,8 mm. B39 150. Cái này thép không rỉ. Cán nhựa ba chốt inox. Độ dài lưỡi là 162 mm, lưỡi rộng là 40 mm. Độ dài lưỡi là 1,6 mm. B40 200. Cây này không có chữ.
thép không rỉ, có mấy cái lỗ lỗ để chống dính. Cái khao này khâu chụp bằng inox, cán gỗ ba chốc inox. Độ dài lưỡi là 162 mm, lưỡi rộng 43 mm và độ dài là 1,5 mm. B41 180. Cây này thép không rỉ, cây này có chữ. Chữ dập chìm. Cây này là có nhựa nhưng mà nó có hai cái úp bằng inox vào, làm hai cái úp bằng inox nó úp vào chứ không phải là nguyên cơ cỡ có inox nha mọi người. À, trang là bằng nhựa vẫn chụp hai cái chụp inox vào. Độ dài lưỡi là 190 mm, lưỡi rộng là 42 mm và độ dài lưỡi là 1,2 mm. Mình đã giới thiệu qua một số mã dao. Mọi người mua dao thì liên hệ theo số điện thoại trên thanh thư bì. Mua dao là đẹp theo cái mã của nó, mã B. Mọi người lưu ý cái mã của nó. Mình xin kết thúc clip ở đây. Hẹn mọi người ở các clip sau.